Quý vị và các bạn, chúc quý vị và các bạn ngày mới làm việc và học tập hiệu quả. Trong video này sẽ có các nội dung sau: The Sun Tower đang thi công sàn tầng 55, The Lotus Tower thi công sàn tầng B2. The Sun Tower hiện tại là tòa nhà cao thứ 3 ở thành phố Hồ Chí Minh. Tiến độ thi công đang rất nhanh, tòa nhà đang băng về đích. The Sun Tower là tòa tháp được thiết kế vuông vức với giật cấp cách điệu bậc thang giữa tầng không. Toàn bộ tòa nhà được phủ kính cao cấp cùng hệ thống đèn LED, sẽ tạo ra những trình diễn ánh sáng nghệ thuật vào ban đêm và sẽ là biểu tượng kiến trúc mới tại Sài Gòn. Khi nhìn ở ngoài, tòa nhà rất đồ sộ, sừng sững đứng ngay bờ sông Sài Gòn. Khối đế thương mại 5 tầng của tòa tháp cũng đã được lắp kính. Hiện tại các tầng vườn treo đã thi công được 5/8 tầng. Vườn treo của The Sun Tower sẽ kéo dài từ tầng 36 đến tầng 43. Thiết kế giật cấp sẽ tạo ra một khu vườn trên không ngay trung tâm Sài Gòn. The Sun Tower hiện tại đang được thi công sàn tầng 55, là tầng cao nhất của tòa nhà. Có thể trong vài tuần nữa thì tòa nhà cũng sẽ được cất nóc. Hiện tại các bạn cũng đã có thể nhìn thấy tòa tháp từ các nơi ở trong thành phố. Theo thiết kế, tòa nhà sẽ có hai lối kết nối trực tiếp với nhà ga Ba Son, giúp việc di chuyển của cư dân và những người làm việc ở đây thuận tiện hơn. Khi hoàn thành, không chỉ là tòa nhà cao thứ 3 tại Sài Gòn, mà The Sun Tower còn cung cấp 87.000m2 mặt bằng văn phòng hạng A và 20.000m2 diện tích thương mại cao cấp. Ngoài ra, tòa nhà cũng góp phần vào kiến trúc nổi bật của thành phố.
Giai đoạn 2 của The Nexus là một tòa tháp cao 40 tầng nổi, 5 tầng hầm, mang tên Lotus Tower. Theo như quan sát thì tòa nhà đang được thi công tầng hầm B2 với phương pháp thi công top-down. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký kênh và bình luận góp ý phía bên dưới để kênh làm tốt hơn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!